cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay trong không khí hân hoan đầy phấn khởi của buổi lễ tổng kết năm học, em rất vinh dự khi được thay mặt toàn thể các bạn học sinh khối lớp 9 bày tỏ những cảm xúc của mình trong giờ phút thiêng liêng này. Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều và thấm thoát một mùi hè lạnh nữa lại đến. Thế là hè đã về rồi ơi. Vậy mà suốt 4 năm qua, có những lúc ta vô tình như chẳng biết, để mặc loại hoa kia cứ nở rồi lại tàn, để mặc cho bao lá vàng bao hè thay đổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tiếng trống khai trường còn vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, kế hoạch học tập. Vậy mà hôm nay, buổi lễ tổng kết năm học đã đến. Đã đến lúc chúng em nhìn lại kết quả của không chỉ một năm, mà là 4 năm đầy cố gắng. Đã đến lúc tạm biệt trường lớp, thầy cô và bạn bè. 4 năm học với mái trường thân thương này cũng là 4 năm chúng em đến trường trong niềm yêu thương, sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè. Cũng là 4 năm thầy cô phải vất vả sớm hôm với những bài giảng trên lớp. Vì vậy, hơn bao giờ hết, em xin phép được thay mặt cho toàn thể học sinh khối lớp 9 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo. Chúng em cảm ơn các thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em trong suốt những năm học vừa qua. Những bài giảng của thầy cô mỗi ngày đã dạy cho chúng em biết ước mơ. Những kiến thức thầy cô truyền đạt chính là những hành trang vững chắc cho chúng em. Những cô cậu học trò ngây ngô hồn nhiên ngày nào, hôm nay đã vững tin với những mong đợi lớn hơn, những khao khát hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, đó đều nhờ ơn thầy cô cả. Nhưng nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của người thầy trên bục giảng, mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên đường đời. Thầy cô dạy chúng em biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, chỉ cho chúng em cách tìm thấy nụ cười sau những giọt nước mắt, động viên chúng em chạm tay vào vinh quang và hạnh phúc bằng chính nghị lực và trí tuệ của mình. Ơn thầy cô suốt đời này chúng em nguyện đi khác mãi không quên. Nhưng thầy cô kính yêu ơi, không biết đã bao lần những đứa học trò bồng bột vô tâm này đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá và hơn hết là một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần. Rồi sẽ đến lúc chúng em phải nói lời tạm biệt vô trường này, nhưng dù thời gian có trôi, vạn vật có đổi thay, thì tấm lòng của chúng em với thầy cô, với mái trường trung học cơ sở Tam Quan sẽ vẫn mãi vẹn nguyên. Trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay, thật khó để chúng em có thể nói hết những tình cảm của mình. Vậy nên điều duy nhất chúng em có thể làm lúc này, món quà ý nghĩa nhất chúng em dành tặng cho thầy cô lúc này chính là ý chí phấn đấu hết mình trong học tập để đủ sức vượt qua kỳ thi vào 10 đời quan trọng sắp tới. Cuối cùng, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý thầy cô cùng quý vị đại biểu, đến trường trung học cơ sở Tam Quan, đến các bạn học sinh. Chúc quý thầy cô, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc trường trung học cơ sở Tam Quan ngày càng phát triển, đạt được những thành công vang dội. Chúc các em khối lớp 6, 7, 8 học tập thật tốt. Chúc các bạn học sinh khối lớp 9 sẽ thành công trong kỳ thi sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn